Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về những vấn đề xung quanh hội chứng tan máu bẩm sinh. Tan máu bẩm sinh thì đã và đang gây ra hậu quả nghiêm trọng đến giống nòi, gây ra hệ lụy cho đời sống của người bệnh và cộng đồng. Tuy nhiên bệnh có thể phòng tránh được khi có hiểu biết đầy đủ về bệnh và có biện pháp phòng tránh ngay từ hôm nay. Và đồng hành cùng với chương trình Sống khỏe mỗi ngày ngày hôm nay là bác sĩ Vũ Thị Mai, Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Vâng, chào anh Việt, chào quý vị khán giả. Vâng. Và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện cùng chuyên gia thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngay sau đây. Thalassemia hay còn gọi là bệnh tan máu bẩm sinh. Bệnh thuộc nhóm bệnh bẩm sinh, di truyền và kéo dài suốt đời người bệnh. Bệnh có ở cả hai giới nam và nữ với tỷ lệ tương đương nhau và có hai đặc điểm nổi bật nhất là thiếu máu và ứ sắt trong cơ thể. Hiện Việt Nam có 12 triệu người mang gen tan máu bẩm sinh, trong đó có trên 20.000 người cần điều trị cả đời. Mỗi năm có khoảng 8.000 trẻ em sinh ra bị tan máu bẩm sinh. 2.000 trẻ trong số này bị bệnh mức độ nặng. Người bệnh phải duy trì quá trình điều trị lâu dài, hao tổn vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, nếu được chẩn đoán sớm, điều trị đúng sẽ kéo dài tuổi thọ, giảm các biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Xin chào bác sĩ. Trước tiên cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay. Như clip chúng ta vừa theo dõi thì chúng ta có thể thấy rằng là bệnh tan máu bẩm sinh là một căn bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của dân số. Chúng ta cần phải có cái sự quản lý, theo dõi cũng như là tầm soát kịp thời. Nhưng trên thực tế thì không phải ai cũng biết là mình đang mắc căn bệnh này. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích cụ thể bệnh tan máu bẩm sinh là như thế nào và vì sao mà chúng ta lại mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh? Bệnh tan máu bẩm sinh hay còn gọi là bệnh thalassemia là một cái hội chứng thuộc nhóm bệnh bẩm sinh di truyền. Bệnh có đặc điểm là hồng cầu bị vỡ thường xuyên do cái cấu trúc hồng cầu nó không được như bình thường, làm cho hồng cầu vỡ quá nhanh, quá nhiều mà tủy xương không thể sản xuất kịp, dẫn đến cái tình trạng thiếu máu mãn tính. Bệnh thì gặp cả ở nam và nữ, và người mắc bệnh là do nhận được cái gen bệnh từ cả bố và mẹ. Như vậy là thế thì còn vì sao mà chúng ta lại còn có cái khả năng là mắc cái căn bệnh như thế này? Do là trong cơ thể người thì có một cái gen quy định tổng hợp cái chuỗi globin tạo nên cái cấu trúc bình thường của hồng cầu. Nhưng mà người mắc bệnh này là do cái gen đó nó bị đột biến, không có cái khả năng tạo nên cái chuỗi globin đó, làm cho cái cấu trúc hồng cầu nó bị bất thường nên là nó dễ vỡ. Và khi mà bị vỡ nhiều như thế thì tủy xương không cung cấp kịp máu thì sẽ dẫn đến cơ thể sẽ bị thiếu máu mãn tính. Có thể thấy là bệnh tan máu bẩm sinh là một căn bệnh mà diễn biến nó khá là âm thầm và gen bệnh thì len lỏi trong cơ thể của con người của chúng ta. Vậy làm thế nào để biết là mình thì mắc cái căn bệnh tan máu bẩm sinh với những cái triệu chứng như thế nào thưa bác sĩ? Vâng ạ, cái bệnh tan máu bẩm sinh thì biểu hiện ở 3 mức độ khác nhau là nặng, trung bình và nhẹ. Tùy vào cái mức độ bệnh mà có những cái biểu hiện rõ ràng hay thoáng qua, thì tùy vào cái mức độ của bệnh mà sẽ có những cái biểu hiện sớm hay muộn, rõ ràng hay thoáng qua, nhưng thường là sẽ có những cái biểu hiện chung là người bệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, da xanh, củng mạc mắt vàng, rồi thì gan to, lách to, có thể gặp những cái trẻ dậy thì muộn hoặc là bị biến dạng khuôn mặt, mặt sẽ chán rô, rồi thì cái xương hàm nhô ra và mũi tẹt. Như vậy là bác sĩ cũng vừa chia sẻ về những cái biểu hiện cũng như là những cái triệu chứng rất là cụ thể rõ ràng đối với bệnh nhân mắc tan máu bẩm sinh đúng không? Dạ. Vậy thì bệnh tan máu bẩm sinh thì nó sẽ để lại những cái biến chứng nguy hiểm gì hay không thưa bác sĩ? Dạ vâng, bệnh tan máu bẩm sinh thì có khá nhiều những cái biến chứng nguy hiểm. Biến chứng đầu tiên phải kể đến là biến chứng ứ sắt, do cái hồng cầu bị vỡ nhiều sẽ gây ứ đọng sắt ở các cơ quan như là tim, gan, tụy, dần dần sẽ dẫn đến suy tạng và sơ tạng. Và biến chứng thứ hai phải kể đến là biến chứng nhiễm trùng. Người bệnh sẽ hay bị nhiễm trùng hơn là bình thường, đặc biệt là ở những cái bệnh nhân mà đã cắt lách. Biến chứng thứ ba là biến chứng biến dạng xương, do tủy xương kích thích sinh máu nhiều nên dần dần nó sẽ to ra, biến dạng. Vâng. Hay gặp là cái bộ mặt thalassemia là có biểu hiện là trán rô, mũi tẹt, rồi xương gò má cao, rồi xương hàm nhô ra. Vâng. Biến chứng nữa là có thể làm cho lách to ra. Vâng, tại vì lách nó là cái cơ quan mà tiêu hủy cái tế bào hồng cầu, và do nó phải làm việc quá mức nên là nó sẽ to ra.
có thể dẫn đến những cái nguy cơ như là vỡ lách, và người bệnh thì có một số người sẽ phải cắt lách ạ. Và biến chứng nữa do cái thiếu máu kéo dài có thể gây suy tim, suy thận. Vâng, cảm ơn những chia sẻ về những cái triệu chứng cũng như biểu hiện của căn bệnh. Vâng, thưa quý vị, tâm lý, yếu tố gia đình và chi phí là những vấn đề tác động khá lớn đến bệnh nhân tan máu bẩm sinh. Trên thực tế thì đã có không ít người bệnh từ bỏ hy vọng điều trị vì nhiều lý do liên quan đến tâm lý, gánh nặng về chi phí điều trị như sống độc thân, gia đình từ chối hay là mắc nhiều bệnh cùng lúc. Mời quý vị cùng tìm hiểu rõ hơn thực trạng này qua phóng sự ngay sau đây. Trung tâm huyết học và truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ hiện đang quản lý và điều trị cho khoảng 500 bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Đa phần các bệnh nhân không hề biết mình mắc bệnh cho đến khi được thăm khám. Nhiều trường hợp được phát hiện từ sớm như hai chị em Hoàng Thị Thùy Linh, 17 tuổi và Hoàng Quốc Trung, 12 tuổi ở xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập. Cháu ở nhà cho thấy mệt, ho, sốt nên bố mẹ cho hai chị em đi khám. Cháu bị bệnh này từ bé rồi. Đi khám ở bệnh viện, phát hiện là bệnh viện Nhi Hà Nội, xong rồi xuống đây khám. Cháu truyền máu ở đây ạ. Nhà bố mẹ cháu làm nông, cháu không thấy bố mẹ cháu vất vả nhiều. Mà hai vợ chồng em thì còn trẻ mới ở riêng ra thì cháu càng ngày cháu càng đi viện mau ấy. Thì bọn em lao động thì nói chung là không có thời gian nhiều. Rồi nó ảnh hưởng đến nhiều về kinh tế và cuộc sống. Như đi học hành các kiểu thì cháu mệt mỏi, nó cũng học tập nó kém, không được như người khác. Hay như bệnh nhân Hà Thị Lan ở xã Nga Hoàng, huyện Yên Lập, năm nay 56 tuổi, phát hiện bệnh cách đây 16 năm. Kể từ đó, tháng nào bà cũng phải nhập viện truyền máu và đào thải sắt. Vì biết đây là bệnh di truyền, bản thân lại mang gen bệnh nặng nên khả năng di truyền cho con cái lớn hơn gấp bội. Không lấy chồng là giải pháp bà Lan lựa chọn để giảm thiểu nỗi đau cho con cái, cũng như không muốn người mình yêu thương cũng phải chịu chung nỗi khổ bệnh tật như mình. Tôi đi này thì hoàn cảnh tôi không có gia đình, có một mình. Ở nhà em chẳng làm được cái gì đâu, chỉ có trông cháu mới lại đến trưa cơm nước nhà cửa cho các cháu thôi. Còn em không ra đồng được đến hơn chục năm nay thì không ra được đồng nữa đâu ạ. Tiền đâu bị chỉ vì chỉ được có 400 nhà nước cấp hàng tháng thôi, ở nhà không dám dùng đến, cứ để đến hàng tháng mới đi đến đây mới có tiền đấy ạ. Cái bệnh này thì sẽ phải điều trị truyền máu và thải sắt định kỳ và cả đời, ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống sinh hoạt cũng như là học tập của các cháu. Sức khỏe thì nếu mà các cháu không được truyền máu đầy đủ thì sức khỏe rất là yếu và ảnh hưởng đến các cơ quan khác. Thiếu máu thì sẽ dẫn đến suy tim và xơ gan, hiệu ứng sắt nhiều. Tan máu bẩm sinh là căn bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn. Để hạn chế số lượng bệnh nhân, rất cần sự ý thức của người dân trong việc xét nghiệm di truyền và sàng lọc trước sinh. Vâng, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc trò chuyện cùng với bác sĩ Mai. Vâng, thưa bác sĩ, qua phóng sự vừa rồi thì có đề cập đến vấn đề là bệnh nhân Lan đã quyết định là không lập gia đình và không sinh con. Vậy thì có phải là tất cả những ai mà mang gen bệnh tan máu bẩm sinh này thì sẽ không có cái khả năng để sinh ra những đứa con khỏe mạnh đúng hay không ạ, thưa bác sĩ? Dạ, không đúng như thế ạ. Và người mang gen bệnh là người hoàn toàn bình thường và có khả năng sinh ra những cái đứa con khỏe mạnh bình thường. Ở cái gen bệnh thalassemia này thì nó có hai cái loại gen bệnh khác nhau là alpha thalassemia và beta thalassemia. Nếu mà bố mẹ mang gen khác nhau thì không sao cả. Nhưng nếu mà bố mẹ mang gen cùng một loại gen ạ thì vẫn có khả năng sinh ra những cái đứa con khỏe mạnh bình thường. Cái xác suất đấy là 75% ạ. Nhưng mà trước khi sinh con thì họ cần được tư vấn ở những nơi mà có cái chuyên khoa huyết học ạ. Tức là chúng ta cần phải sàng lọc kỹ trước khi quyết định sinh con, nhưng mà chúng ta vẫn có thể có một đứa con khỏe mạnh đúng không? Vậy thì bản thân đối với những người mà mắc bệnh và gia đình của những người mà có bệnh tan máu bẩm sinh ấy, thì cần phải chuẩn bị những cái tâm lý như thế nào cho cái quá trình điều trị bệnh này ạ? Tại vì khi mà đã được chẩn đoán là cái bệnh tan máu bẩm sinh thì xác định mình sẽ phải điều trị suốt đời. Vậy nên cái bước chuẩn bị tâm lý cũng là khá là quan trọng. Người bệnh thì cần được chuẩn bị những cái hiểu biết về cái bệnh tan máu bẩm sinh này và phải biết được những cái cơ sở điều trị cái bệnh tan máu bẩm sinh này, tức là những cái cơ sở y tế có chuyên khoa huyết học ở gần để mình tiện theo dõi và điều trị.
và cần phải có một cái tinh thần tích cực, lạc quan để chống chọi với bệnh tật ạ. Đúng rồi. Như bác sĩ vừa mới chia sẻ thì căn bệnh này là một căn bệnh mà phải điều trị suốt đời, tức là sẽ rất là tốn kém về cái chi phí điều trị và nó sẽ gây ra một cái gánh nặng cho tâm lý, cho cả gia đình cũng như toàn xã hội. Vậy thì căn bệnh này thì chúng ta có thể phòng tránh được hay không? Để phòng tránh cái bệnh tan máu bẩm sinh ạ, thì cách tốt nhất là trước khi có ý định kết hôn thì hai người nên đến những cái cơ sở y tế có chuyên khoa huyết học để được làm những cái xét nghiệm ở chuyên khoa để sàng lọc cái bệnh thalassemia, đặc biệt là ở những cái gia đình mà đã có tiền sử là có người mắc bệnh thì lại càng nên chủ động đi sàng lọc cái bệnh này. Muộn hơn nữa thì mình có thể sàng lọc khi mà cho người mẹ, khi mà mẹ mang thai ở những tháng đầu, khi đó thì sẽ chỉ cần lấy máu làm xét nghiệm thôi, thì mình xem là có nguy cơ bị bệnh hay không, rồi sau đó mình sẽ sàng lọc tiếp cho người bố và sẽ tư vấn cụ thể. Thế thì chúng ta đang áp dụng những cái biện pháp, phương pháp điều trị nào đối với căn bệnh tan máu bẩm sinh này? Những cái phương pháp điều trị cái bệnh tan máu bẩm sinh hiện nay vẫn chủ yếu là truyền máu và thải sắt. Người bệnh sẽ được truyền khối hồng cầu khi mà có thiếu máu, thường là khi huyết sắc tố nhỏ hơn 80. Còn thải sắt thì người bệnh sẽ được dùng thuốc thải sắt dạng uống hoặc dạng tiêm, tùy vào cái tình trạng ứ sắt của người bệnh mà bác sĩ sẽ quyết định là dùng thuốc thải sắt cho người bệnh như thế nào. Còn một cái phương pháp điều trị mới hơn, tiên tiến hơn, đó là ghép tế bào gốc tạo máu hay còn gọi là ghép tủy. Vâng, nhưng mà cái phương pháp đó thì vẫn còn rất nhiều khó khăn, hạn chế do cái nguồn tìm cái tế bào gốc phù hợp nó vẫn còn khó khăn và cái chi phí điều trị nó rất là tốn kém. Thế hiện nay thì tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ của chúng ta thì đang áp dụng những cái phương pháp điều trị cụ thể như thế nào? Hiện tại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cụ thể là tại Trung tâm Huyết học Truyền máu thì đang áp dụng những cái phương pháp như là truyền máu thải sắt cho người bệnh ạ. Có đầy đủ tất cả những cái chế phẩm máu cũng như là thuốc thải sắt cho người bệnh sử dụng ạ. Tức là cũng rất là hiệu quả đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng. Vậy thì đối với những cái người mà mắc cái căn bệnh tan máu bẩm sinh này thì chúng ta cần phải có một cái chế độ chăm sóc hay là quản lý như thế nào để có thể đảm bảo được sức khỏe lâu dài cho người bệnh? Vâng ạ. Đối với những cái bệnh nhân mà mắc cái bệnh tan máu bẩm sinh này thì nên được theo dõi, chăm sóc, quản lý tại những cái cơ sở y tế có chuyên khoa về huyết học để bệnh nhân được đảm bảo là được truyền máu và thải sắt định kỳ. Cái việc mà được điều trị truyền máu thải sắt định kỳ này sẽ giúp cho cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân tốt hơn ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Để phòng ngừa và tránh lây lan bệnh, trước khi quyết định kết hôn nên đi khám tiền hôn nhân. Hai người mang gen bệnh cần được tư vấn trước khi có thai. Nếu có thai, nên được tư vấn trước khi sinh từ 12 đến 18 tuần.